Tỷ giá đô la Mỹ hôm nay 29 tháng 11. Đồng đô la Mỹ tăng. Thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh. Đầu phiên giao dịch ngày 29 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Trên thị trường Mỹ, chỉ số Mỹ đô la Index DXY đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,72%, đạt mốc 106,68. Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 28/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.667 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra giảm nhẹ ở mức 22.245 đồng, 24.840 đồng. Tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Vietcombank 24.600 đồng, 24.840 đồng. Vietinbank 24.560 đồng, 24.850 đồng. Ngân hàng BIDV niêm yết giá mua, bán đô la Mỹ ở mức 24.650 đến 24.850 đồng trên USD, giảm 2 đồng trên USD cả chiều mua vào và chiều bán ra so với mức niêm yết trước. Techcombank niêm yết giá mua, bán đô la Mỹ ở mức 24.612, 24.850 đồng trên USD. Ngược chiều tăng 35 đồng trên USD chiều mua vào và giảm 2 đồng trên USD chiều bán ra so với mức niêm yết trước. Eximbank niêm yết giá mua, bán đô la Mỹ giao dịch ở mức 24.620, 24.848 đồng trên USD. Đi ngang chiều mua và tăng 28 đồng trên USD chiều bán so với mức niêm yết trước. Tỷ giá đô la Mỹ trên thị trường tự do sáng nay đảo chiều tăng mạnh so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 8 giờ 52 phút, đồng đô la Mỹ giao dịch mua, bán ở quanh mức 24.996, 25.056 đồng trên USD, tăng mạnh 37 đồng trên USD chiều mua vào và tăng mạnh 47 đồng trên USD chiều bán ra so với phiên trước. Tỷ giá euro tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào, bán ra giảm nhẹ ở mức 23.346 đồng, 25.803 đồng. Tỷ giá euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Vietcombank 25.490 đồng, 26.646 đồng. Vietinbank 24.759 đồng, 26.049 đồng. Đồng đô la Mỹ đã tăng trở lại mức đầu tuần trước đó vào phiên giao dịch vừa qua, khi một quan chức từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đưa ra quan điểm diều hâu về viễn cảnh tiếp tục tăng lãi suất cao hơn nữa trong thời gian tới nhằm kiềm chế lạm phát. Đồng bạc xanh phục hồi sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ cần tăng lãi suất thêm một chút nữa và sau đó tiếp tục duy trì ở mức đó trong suốt năm tới và kéo dài tới tận năm 2024 nhằm kiểm soát lạm phát và đưa nó trở lại mục tiêu 2% của Fed. Thị trường hiện đang hướng tới những phát ngôn của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào ngày 30 tháng 11 tới để nắm được bất kỳ tín hiệu mới nào về việc thắt chặt chính sách, cũng như dữ liệu việc làm chính của Mỹ trong tháng 11. Dự kiến sẽ được công bố vào ngày 2 tháng 12. Ngân hàng Trung ương Mỹ dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong cuộc họp vào ngày 13 và 14/12. Trước đó, chỉ số DXY đã giảm từ mức cao nhất trong 20 năm là 114,78, xuống mốc 106,65 vào ngày 28 tháng 9 khi các nhà đầu tư cho rằng đồng bạc xanh đã kết thúc đà giảm, và do Fed dường như sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tiếp theo. Joseph Treviani, nhà phân tích cao cấp tại FXStreet.com nhận định, sự sụt giảm gần đây cũng có thể là do các nhà đầu tư và thương nhân chốt lãi trước thời điểm cuối năm. Đồng thời nhiều công ty thương mại cũng cắt giảm hoạt động trong tháng 12. Trong khi đó, đồng bạc xanh đã giảm 0,23%, xuống mức 138,82 yên Nhật. Đồng euro cũng giảm 0,62% xuống còn 1,0403 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, đồng AUD giảm 1,61%, xuống còn 0,6649 đô la Mỹ. Đồng tiền này bị ảnh hưởng bởi dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Úc bị sụt giảm lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2022 do giá cả tăng và lãi suất cao.